nó cũng tương đối to. Đấy. Cái chỗ này nó bẹt lại một thành một cái mấy rễ nó quấn vào nhau to lắm. Cái chỗ này là chỗ bẹt rễ này cũng phải đến 6 cm này này. Tổng chiều cao của cả cây và chậu là 55 cm. Tôi đo hết tán cây và hết cả chậu cây luôn vì rễ dán sát mép chậu rồi. Cái cây này là 41 cm chiều ngang. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu một số cây cây giấy Mỹ ở trong vườn. Chúng tôi vẫn còn nhiều cây chưa được giới thiệu. Chắc là số giới thiệu mới còn phải 700-800 cây nữa. Chúng tôi giới thiệu chắc mới được một vài trăm cây thôi, không ăn thua gì, có khi là còn đến 1.000 cây cũng khoảng đấy, cũng không chắc lắm. Sau đây cái cây này thì nó nhiều rễ, nhưng mà cái bộ rễ của nó như kiểu mì tôm dễ dối. Cái cây này ấy, thì đây tôi để cái gang tay vào đấy cũng để biết được là cái phần rễ của nó rộng thế nào đấy. Cái cây này 1,5 triệu, mã số của nó là 502, và cái phần cổ rễ này đi là 5 cm, rễ nó rất nhiều. Cái cây như cây này đấy, nếu mà chúng ta muốn trích cái rễ này ra đúng không, kể cả ngay bây giờ tôi lấy con cưa, tôi tìm cách cái cưa hoặc đục mộc ấy, tôi cắt lấy cái phần này, tôi lách lấy cái rễ này ra, cái rễ này tôi lại lách lên đây, cái mầm nó ở đây rồi tôi lấy cái rễ này. Thế và bên này ấy, nó còn hai cái rễ này nữa, chúng ta cũng có thể móc ra lấy cái phần này là được cái rễ, còn cái rễ bé quá thì ta có thể bỏ. Nhưng cái rễ này là tổng số là ta lấy được 4 rễ to, còn lại một vài cái rễ nhỏ thì ta không tính đấy, nên chúng ta có thể lấy ra ngoài được. Mà cái rễ như này nếu ta trồng mỗi cái đoạn này xuống thôi, nói chung là đây xuống thì cái phần này nó sẽ xuống đất và ta lấy cái ngọn nó tính từ cái điểm này thôi. Cái cây này cả chậu, cái chậu này tôi cứ đo chậu đây, chậu chiều cao 20 cm, tổng cả cây lẫn chậu là 64-65 cm, chiều ngang rộng nhất của cây là 47 cm. Cây này mã số của nó là 502. Cái này 1,5 triệu quý vị các bạn. Cái này đang điểm hoa rất đẹp, cái này chia về nó là 3 tán. Tiếp theo tôi có cái cây này 900.000. Cái này mã số nó là 503. Cái này nếu mà gọi là trong dáng người ta gọi là cận trực cũng được. Nó hơi siêu một chút. Và chúng tôi làm như này đấy thì nó giấy Mỹ nó hơi khó làm theo xuôi theo chiều gió, gọi là bạt phong cả cái tán này đấy, tán nó vẫn quay lại đây được là nó không ấy, vì là cái cây này giấy Mỹ nó cứng, chúng ta khó có thể là uốn cành xuôi về một chiều được. Chứ nếu mà dạng như xanh si hay lộc vừng ấy, xanh si hay là tùng la hán ấy, chúng ta có thể uốn bay nó về một chiều để nó tạo thành gọi là theo chiều gió được, hay gọi bạt phong cũng được. Cái phần này cái cổ rễ chỗ này ấy, là 4,5 cm, 3 rễ quấn quýt vào nhau luôn. Tổng chiều cao của cả cây lẫn chậu là 47 cm, cái chậu cao 18 cm, chiều ngang rộng nhất của cây có đi 22 cm thôi. Cái rễ này rất là to. Tiếp theo tôi lấy cái cây này lên, quý vị nhìn thấy cái cây này đấy, hoa của nó không tím như mấy hoa kia đúng không, nó có vẻ hơi đỏ đỏ và nó có màu lâu vàng nữa lẫn vào. Cây này 500.000, mã số của nó là 501. Tôi ép cái rễ xuống cho dễ nhìn. Cây này thì nhỏ nhỏ xíu xíu thôi, nhỏ là nhỏ cái rễ thôi chứ còn nó cũng tốn diện tích đấy. Cây này chỗ to nhất của rễ là 3 cm, chiều ngang cả cây lẫn chậu là 329 cm, tổng chiều cao từ mặt bàn lên là 35 cm. Cái cây này chúng tôi đều để ở chậu nhựa và bịch nhựa, thành ra là cái chậu nó không tính tiền. Cái này 900.000, mã số của nó là 505. Cái rễ của nó xuống xuôi xuống tận đây này. Đấy. Xuống tận đây.
cái phần tay tôi này, chỗ này nó chia rẽ rồi, chúng ta có muốn để lổi lên nữa thì chúng ta lổi đến đây thôi. Cái này thì nó lụ của nó đang trúng chím rồi, tức là nó có lụ rồi. Cái chậu này thì nó mỏng thôi, chậu này có 57 cm. Cái cây này tổng chiều cao là 39 cm. Tôi cứ đo cả chậu đi. Chậu là 28 cm. Thế là nếu mà cây nó thu về thì nếu cái cây không thì nó vào khoảng 23 cm. Và cái chỗ rễ to nhất là chỗ này, tôi đo chỗ này tôi chọn chỗ to nhất để đo đấy, là 4 xít soát 5 cm luôn. Tiếp theo tôi có một cái cây này ấy, chúng tôi để trên chậu rất là lâu rồi. Cái phần rễ, tôi nhấc cái rẻ ra cho nó dễ nhìn hơn. Phần rễ cho xuống đất là đây. Đấy, phần rễ đây. Và cây này nó ở trên chậu rất lâu, nó già. Cái thân của nó, cả cái da vỏ này nó có thể nói rằng là cực kỳ là trông nó già già già. Và chỗ này gần cổ rễ nó mọc cái cành, chúng tôi có gọi là phủ cái gốc nó lại một chút này. Cái phần thân này nó già nhưng mà trông nó rất là, chúng tôi bóc vỏ rồi trong quá trình thời gian nó lũa và nó vẫn cứ mọc mầm ở những cái chỗ lũa như này, không có vấn đề gì cả. Cây này 900.000, mã số của nó là 507. Nếu quý vị để cái cây này ở chỗ ria tường mà nó bò ra thì là dễ, cây này nó dễ chơi ở những cái chỗ diện tích hẹp như là cái chỗ góc tường, hoặc là đấy, ta cài cái chậu trên tường chúng ta cũng có thể chơi được cái cây này. Hoặc là vách núi, gọi là vách đá chỗ hồ cá coi nó bơi ra mặt hồ ấy, là cái cây này rất là đẹp, lại còn có các cành quay vào bờ nữa. Tiếp theo tôi có cái cây này, cái rễ của nó cực kỳ là cổ quái luôn. Đấy, nó gọi là quái. Đấy. Như thế là cái cây này 600.000, mã số của nó là 504. Cái rễ này nó bản chất của nó là không phải là từ cái cây lên, mà nó là một cái rễ của một cái cây, nó có nhiều rễ. Tôi có thể nghiêng lên để nhìn rõ cái phần rễ của nó. Đấy. Cái này hoa đang rất là đẹp, cái miền hoa của nó nếu mà cắt gọn như này ấy, thì cái miền hoa nó ra là tương đối đều. Và những cái bông hoa này chưa tàn thì các miền hoa này sẽ lên kín luôn. Cái cây này tôi cắt cái rễ đi và nó là mọc cái cành này, lúc tôi chưa làm ấy tôi để cái cành vượt. Nó cành nó lên ấy, đâm ra cái phần nó bọc này nó rất là nhanh. Còn có một số cây mà tôi không để được cái cành nó vượt lên mà bỏ tán, nó cho nó tán nó to đấy, thì cái miền này nó sùi lên rất là chậm, nó bọc cái vỏ là mới này rất là chậm. Cây này mã số của nó là 504, 600.000. Miền hoa của nó đẹp luôn. Đấy, hoa giấy mà như cây này là bắt đầu mới gọi là hoa trông được này. Cây này tổng chiều ngang của nó rộng nhất là 30 cm 29. Tổng chiều cao là 40 cm, chậu cao 20 cm. Có nghĩa là từ mặt chậu lên là có 20 cm cái cây này thôi. Và cái rễ chỗ phần tôi chọn chỗ to nhất tôi đo đi cho nó thoải mái đi. Đây đo chỗ này nhá. Ở chỗ này đi. Chỗ này là 4,5 cm. Tiếp theo tôi có cái cây này. Cây này nó có một thân hai rễ. Cây này thì hoa nó nhỏ hơn cây vừa rồi một chút, cái cây trước. Nhưng mà hoa nó ra miền hoa nó cũng khá khá dày. Cây này 300.000, mã số của nó 500. Cây này tổng của chiều cao của cả cây lẫn chậu là 39 cm. Chiều ngang rộng nhất của cây là 20 cm. Chỗ gốc này là 3 cm. Tiếp theo rồi tôi có cây này. Cái này là lụ của nó cũng bắt đầu, lụ hoa của nó cũng bắt đầu có rồi. Cái này 600.000, mã số của nó là 508.
Cái rễ cây này đấy thì chúng tôi cũng đục khoét bóc vỏ ấy. Cái phần thân này là gần như nó không còn nữa, đây là cái thân cây và nó mọc cái nhánh ở đây và nó tạo một cái miền vỏ mới, và có thể nó mọc mầm ngay từ đây này. Đấy. Nếu quý vị các bạn có thể bỏ cái phần trên chúng ta làm lại tán, chúng ta chơi mỗi cái rễ chúng ta làm lại tán vẫn được. Tổng chiều cao của cả cây lẫn chậu là 46 cm, chiều ngang rộng nhất của cả tán cây đó là 40 cm, 39. Tôi chọn cái chỗ rễ to nhất để tôi đo, chỗ này là 4 cm. Cái này thì cũng đang bắt đầu điểm hoa thôi, cây này chơi hoa được đến Tết. Tiếp theo tôi có cây này 600.000. Cái này mã số của nó là 499. Đó, cái này không phải là rễ, cái này là phần đất. À, lấy ra cho nó rõ. À, cái phần này chúng tôi vót đi và bây giờ nó đã thu lại rồi. À, cái này là chúng tôi vót đi. Cái phần này nó sẽ còn đâu nó mọc lên một cái miền vỏ ở đây. À, nó xùi lên rất là cây nó bóc vỏ rồi là các thứ, cây nó vẫn phát triển bình thường và nó có thể nó mọc ngay mầm tại đây. Cây này mã số của nó là 499. Cái này 600.000. Tổng chiều cao của cả cây lẫn chậu là 46 cm. Chiều ngang rộng nhất của rễ cây là đi 21 cm. Và chỗ rễ to nhất chỗ này ấy, nó là 4 cm. Tiếp theo tôi có cây này to hơn một chút nữa, cây này 1,5 triệu. Mã số của nó là 506. Cây này dăm nó cũng khá dày rồi nhưng mà hoa nó chưa điểm nhiều lắm. Và quý vị các bạn thấy là tôi bóc cái phần này này bên dưới, nó trông cái cây nó cực kỳ là già lua luôn. Đấy, nó bị bóc này. Đấy. Và nó xùi lên những cái đường ngoằn ngoèo trên thân. Cái rễ này, chỗ rễ này là 4,5 cm, còn cái bìu to nhất này, cái cục to nhất này là 6,5 cm cơ. Với những cái chỗ rễ này đấy là nó cũng tương đối to. Đấy. Cái chỗ này nó bẹt lại một thành một cái mấy rễ nó quấn vào nhau to lắm. Cái chỗ này là chỗ bẹt rễ này cũng phải đến 6 cm này này. Tổng chiều cao của cả cây và chậu là 55 cm. Tôi đo hết tán cây và hết cả chậu cây luôn vì dễ dán sát mép chậu rồi. Cái cây này là 41 cm chiều ngang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi trong nhiều thời gian qua và thời gian tiếp theo. Rất mong là quý vị các bạn đăng ký kênh để chúng tôi hân hạnh được đồng hành cùng quý vị. Giờ xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.